Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Giang là một trong những địa phương đang chịu tác động mạnh nhất của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Vấn đề hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa vụ, đặc biệt là trái vải thiều đang vào vụ thu hoạch, đảm bảo cân đối cung cầu, tránh dừng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất là nhiệm vụ được Bộ Công Thương chú trọng triển khai nhằm ổn định sản xuất kinh doanh cho địa phương. Hiện nay, dịch COVID-19 đã và đang tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông, vận chuyển tiêu thụ nông sản từ Bắc Giang sang các địa phương khác và ngược lại, cũng như hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu gặp khó khăn. Năm nay, sản lượng vải thiều của Bắc Giang lên tới 180.000 tấn, tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020. Diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28.100 ha, trong đó vải chín sớm là 6.050 ha, sản lượng ước đạt 45.000 tấn. Vải chính vụ diện tích 22.050 ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn. Thời gian thu hoạch vải dự kiến đối với vải chín sớm, tập trung thu hoạch từ 20 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6 năm 2021. Vải chính vụ sẽ thu hoạch rộ từ mùng 10 tháng 6 đến 20 tháng 7 năm 2021. Mặc dù địa phương đã xây dựng các kịch bản cụ thể, nhưng dự báo việc tiêu thụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để tiêu thụ hàng nông sản nói chung và vải thiều nói riêng, tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá và thúc đẩy kết nối tiêu thụ, hỗ trợ tỉnh đưa sản phẩm vải thiều tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy xuất khẩu vải thiều sang các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Singapore. Rất mong là Bộ quan tâm giúp cho tỉnh. Thứ nhất là trong việc tiêu thụ nông sản, thì giải quyết cái vấn đề một là xúc tiến cái tiêu thụ qua biên giới để có thể xuất khẩu được vải nông sản vào các thị trường. Thứ hai nữa là ở cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn thì làm sao đảm bảo cái phụ luồng xanh để quả vải đi được thông quan. Cái thứ ba nữa là Bộ hỗ trợ để tổ chức các hoạt động xúc tiến về vải thiều. Bộ có ý kiến và tham mưu chính phủ để giải tỏa cái tình trạng mà ngăn sông cấm chợ đối với hàng nông sản của Bắc Giang cũng như là xe chở nguyên nhiên vật liệu hàng hóa tiêu dùng đi ra vào tỉnh. Thì cái vấn đề tiếp theo nữa là Bộ quan tâm để chỉ đạo các hệ thống phân phối trong nước để đưa quả vải nước nông sản của Bắc Giang vào các hệ thống siêu thị, hệ thống các kênh phân phối trong nước để đến người tiêu dùng. Trước các kiến nghị từ tỉnh Bắc Giang, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã đưa ra các kế hoạch, giải pháp trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa vụ, đảm bảo cân đối cung cầu và đảm bảo tránh dừng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ làm việc với các địa phương liên quan như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh để phối hợp hỗ trợ hàng hóa nông sản được vận chuyển từ Bắc Giang lên khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên cũng không nên quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu truyền thống, cần tập trung tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa. Điều này có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong năm nay mà còn trong thời gian tới. Các địa phương liên quan như là Lạng Sơn, Lào Cai đấy thì cũng cần có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn với tỉnh Bắc Giang, cũng như là có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa đối với từ Bắc Giang mà vận chuyển mà lên các cái cửa khẩu, thì đây là một vấn đề. Cái điểm thứ hai đó là cái sự vận chuyển hàng hóa của tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh thành khác trên địa bàn toàn quốc. Thế còn cái thị trường nội địa thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái hướng mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa. Chúng ta nên hướng tới ở thị trường nội địa. Cái điều này là hết sức quan trọng trong cái phương hướng cũng như là định hướng để chúng ta thực hiện trong không những năm nay mà còn trong thời gian tới. Trong cái thời gian vừa qua có thể là Bắc Giang làm rất là tốt từ cái việc quy hoạch vùng trồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi thì có cái việc mà có kế hoạch về làm xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước. Đấy cũng như hình thành được những cái doanh nghiệp hợp tác xã lớn. Tôi đề nghị một là đẩy mạnh cái thương mại điện tử đặc biệt trong bối cảnh về Covid. Hai là có bốn cái chữ mà tôi nghĩ rằng là Bắc Giang cũng đã làm rồi nhưng cần tiếp tục làm tiếp. Đó là đẩy mạnh liên kết và cam kết. Tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công Thương với tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh ba mục tiêu lớn trong thời gian tới mà ngành công thương cần khẩn trương vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ Bắc Giang vượt qua khó khăn dịch bệnh, đó là thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt sản phẩm vải thiều, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, khôi phục sản xuất đi đôi với đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Bộ Công Thương và Bắc Giang thống nhất, thị trường trong nước là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh khó khăn từ dịch bệnh cũng sẽ chính là cơ hội để thực hiện các giải pháp tối ưu hóa thị trường 100 triệu dân. Thì hai bên thống nhất là xác định mục tiêu tiêu thụ cái sản phẩm này ở thị trường trong nước trong bối cảnh cụ thể là quan trọng nhất. Và đây cũng là cái cơ hội, càng lúc khó là càng lúc mà chúng ta gọi là tìm ra những giải pháp tối ưu, quan tâm đến cái thị trường, chăm lo đến cái thị trường
và đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, thì đấy là mục tiêu số 1. Đồng thời với cái việc tiêu thụ trong nước thì chúng ta phải quan tâm đến xuất khẩu. Và mục tiêu chúng ta bây giờ là cố gắng duy trì được cái mức độ xuất khẩu như các năm, hỗ trợ Bắc Giang trong cái việc duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống sang Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực. Thì bây giờ các cái vụ đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương sẽ phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thật chi tiết và cụ thể để phối hợp cùng với Sở Công Thương Bắc Giang để làm sao đưa được những cái sản phẩm này ra nước ngoài một cách là nhanh nhất, bảo đảm được cái cơ cấu về số lượng cũng như là bảo đảm được cái gọi là hiệu quả trong các cái hợp đồng thương mại này. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với tỉnh để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tận dụng nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử để đưa sản phẩm tiêu thụ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương, cửa khẩu để đảm bảo thông quan dễ dàng, thuận lợi hơn nữa, ưu tiên luồng xanh ở các cửa khẩu chính ngạch cho sản phẩm vải thiều. Trong thời gian tới thì để tiếp tục để triển khai đẩy mạnh cái việc tiêu thụ quả vải thiều, đề nghị là Sở Công Thương sẽ phối hợp với lại các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương để tổ chức một số những cái hội nghị giao thương trực tuyến với một số những cái thị trường mà có tiềm năng và đã quen thuộc quả vải thiều của Bắc Giang. Quả vải thiều của Bắc Giang đã có tiếng ở trên những thị trường này, ví dụ như là Hoa Kỳ, ví dụ chẳng hạn như Úc, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và EU. Đồng thời thì có thể là tạo ra được, quảng bá được cái thương hiệu và cũng như là nâng được cái giá trị của quả vải thiều tiêu thụ của chúng ta trong cái mùa vụ này. Vải thiều Bắc Giang là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị lớn cả về thương hiệu sản phẩm cũng như đem lại thu nhập cho người dân. Cho đến nay, số vải thu hoạch của Bắc Giang cũng đã được tiêu thụ nhiều tại thị trường nội địa và xuất khẩu.